Tiểu sử Đại đức Thích Thiện Tuệ. Đại đức Thích Thiện Tuệ thế danh là Nguyễn Văn Dũng, thầy sinh năm 1982 tại miền Nam Việt Nam. Thầy Thích Thiện Tuệ xuất gia tại chùa An Lạc, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa An Lạc tọa lạc tại số 1000 đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2020, do tuổi cao sức yếu, Hòa Thượng Thích Chí Lành đã đệ đơn xin từ nhiệm trụ trì chùa An Lạc và đề xuất bổ nhiệm Đại đức Thích Thiện Tuệ làm trụ trì tiếp tục sự nghiệp của Hòa Thượng phát triển ngôi Tam Bảo An Lạc. Đại đức Thích Thiện Tuệ với vai trò trụ trì luôn sinh hoạt tuân theo nội quy ban tăng sự và sự hướng dẫn của giáo hội, luôn lấy đức độ để giáo hóa tín đồ Phật tử, giữ vững tinh thần đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm. Đại đức trụ trì vẫn tiếp tục hướng dẫn Phật tử tu đúng chánh pháp cùng với chính quyền địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội, lợi đạo ích đời. Luôn đồng hành cùng dân tộc để góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển. Chùa An Lạc khoảng năm 1965, trên bước đường hoằng chuyển chánh pháp, phổ độ chúng sinh, Hòa Thượng Thích Chí Lành, thế danh Nguyễn Văn Hiển, sinh 1942, đã đặt chân đến vùng Thủ Đức với mảnh đất còn hoang sơ, xây dựng ngôi thảo am mang tên An Lạc. Năm 1972, Ngài đã phát tâm trùng tu ngôi đạo tràng. Đến năm 2019, với mong muốn trang nghiêm ngôi Tam Bảo là trang nghiêm tịnh độ của chư Phật, Hòa Thượng phát tâm trùng tu lần thứ hai. Chùa An Lạc trở thành ngôi Phạm Vũ Huy Hoàng. Hiện tại, chùa An Lạc tổ chức đều đặn các khóa tu như mỗi tháng tổ chức sám hối vào ngày 14 và 30, sau thời sám hối sẽ là thời thuyết pháp. Khóa tu một ngày An Lạc vào chủ nhật cuối tháng, ngày 19 âm lịch hàng tháng lúc 18:30 lạy ngũ bách danh Quán Thế Âm, mùng 10 âm lịch hàng tháng lúc 18:30 lễ thắp nến hoa đăng, tụng lịch sử Đức Phật và ngồi thiền, niệm Phật vân vân. Đại đức Thích Thiện Tuệ thuyết giảng rất nhiều chủ đề. Mỗi một chủ đề đều được thầy chọn cách thuyết giảng mới mẻ và thu hút người nghe. Thầy thường dùng các ví dụ đơn giản, các từ lóng phù hợp với mọi người. Chính điều này đã khiến các tư tưởng của thầy nhanh chóng được mọi người lĩnh ngộ. Với cái nhìn mới mẻ, những triết lý sống trong đạo Phật được thầy giảng giải vô cùng dễ hiểu và gần gũi. Đây cũng chính là lý do vì sao các bài giảng của thầy luôn luôn được nhiều người đón nhận. Thích Thiện Tuệ được rất đông các bạn trẻ và Phật tử yêu mến qua những bài giảng của mình. Các bài giảng của thầy thường xoay quanh rất nhiều chủ đề như tình yêu, triết lý sống, tình mẫu tử, v.v. Mặc dù là các chủ đề quen thuộc nhưng qua các thuyết giảng gần gũi, dễ hiểu của thầy Thích Thiện Tuệ rất nhiều bạn trẻ đã ủng hộ và làm theo. Ý nghĩa của những bài giảng mà thầy Thích Thiện Tuệ mang đến cho mọi người thường là triết lý sống trong đạo Phật và mong muốn mọi người hướng thiện và sống thật tốt.